5-6 con này là chuyện bình thường đấy. Mình còn quay cho mọi người xem cái ổ rúi đẻ 8 con, đẻ 10 con nữa cơ. Bốc phét thế, lứa làm gì được 5 đến 6 con. Chắc là bạn ít theo dõi mình nên là bạn chưa biết đấy thôi. Đối với những cái con rúi mẹ đang nuôi con như thế này, và cái thời gian con rúi con ở với con rúi mẹ sẽ kéo dài lên đến 2 tháng. Và khi con rúi con đạt trọng lượng từ 4 đến 5 đến 6 lạng một con thì chúng ta sẽ tiến hành tách con rúi con ra để cho con rúi con ở riêng. Bạn có phải là một người chăn nuôi như mình, nhưng mà khi mà lên mạng ấy, mình cũng không lên cà khịa như thế. Bởi vì chăn nuôi có thế nào thì người ta đưa lên như thế. Em nghĩ những người đàn ông như anh bây giờ ấy thì nó còn ít lắm. Chỉ lên mạng hơn thua với những người nông dân, thậm chí những người phụ nữ như em ấy. Mình dành cái sức đấy, mình làm những việc có ích đi. Còn em có nói phét hay không ấy thì các cô các chú có đến đây tham quan cũng thấy anh nói là làm gì có con gì, con rúi nào đẻ 5 đẻ 6. Thì đây là một ổ rúi mẹ đẻ của nhà em đây. Đấy, có thực tế như nào thì nói như vậy. Thôi em Hường xả lại cái con này cho con mẹ nó đây. Con mẹ nó cũng đang rất là trông ngóng con rồi. Anh có thấy không? Con mẹ đang rất là muốn lấy con về để chăm. Tình mẫu tử nó rất là thiêng liêng. Đấy, nó không có giống anh đâu. Nó không có hay đi đố kỵ hay ganh ghét giống anh đâu. Đây. Đấy. Trả về với mẹ nhá.